Nó thấy trời mưa cái nó đi vô trong nhà luôn đó các bạn. Nó tưởng nó đi vô trong nhà. Không phải nó đứng đáy, nó đứng chu đứng ngay mặt mình nó đáy luôn đó các bạn. Nó làm vũ điệu trước khi ăn á. Ủa? Là cái giò của nó cái giò voi giống như một cái tai vậy đó, lông đuôi voi kìa, lông đuôi voi đó là người ta gắn vô chiếc nhẫn á để người ta đeo là may mắn này kia đó các bạn. Nhìn cái giò của voi kìa, voi bốc lên từng cọng cỏ một luôn á, nó vũ kìa. Voi này khôn thiệt á, vũ cho bớt cát để ăn á. Nó thấy trời mưa cái nó đi vô trong nhà luôn đó các bạn. Nó tưởng nó đi vô trong nhà. Không phải, nó đứng đáy, nó đứng chu đứng ngay mặt mình nó đáy luôn đó các bạn. Con voi gì mà có duyên thấy sợ, còn dán hai chân ra nữa, trời đất quỷ thần. Còn dán chân nó sợ dính chân nữa kìa, thấy ra dữ không? Sợ dính chân đó các bạn, đáy nó còn dán, trời ơi má ơi nó ỉa luôn rồi. Thôi ghê quá, bỏ đi đi các bạn. Ghê thiệt, trời ơi.